cùng mặt nước là lùng lùng bờ hoàng biên, mặt nước là lùng lùng chân dung dung bờ thoại dung nhàn xoan thanh ta hồi cùng bảo hai nhắn ai lên lên bảo nếm hương phong nguyệt đó là cảnh thần tiên lại hòa. Thank you.
công có lưu giang hồ, sự giang sang chế lưu giang hồ, giang hồ giang sang công lưu giang hồ, sang công lưu giang hồ, sang chế sang hồ chế giang, sang hồ sang chế giang. Bích các cô dâng chén trà, chén trà liên tiểu từ tầm chuông chén ô lòng nghi có cô vào chuông chén ô lòng nghi tay nâng bình ngọc các bạn đi tiên dâng chén đủ mời hiện thượng kim ban trà lòng thiên thiên nữ tượng kim bàn là mẫu đường long 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 tịch lục lục thành thành nhị ngàn hòa thiên nữ vui hồng trà bà chén ni các cô khuyên ni mời dân hương mi vị sinh ra tại thôn bốn phòng lập dự phòng thái tử giá đình cũng là ăn cơm và bốn phủ
để cứu lấy bách gia trăm họ này, nên bách gia trăm họ chúng con còn đói cơm cha khát sữa mẹ. Ngày hôm nay ăn thân được ông ban đầu là nộp tại cửa nhà hoàng quê được đầu thương, càng giúp đem che chở cho ngọc ân thanh đồng để tử con hoàng cho con những đồng khôn bóng ngoan đầy sông bóng lịch sử. Tiết tâm trưởng và tâm cầu sớm gặp giàu trưởng thánh nhan cho hoàng đời hoàng chính thầy chính phủ chính đủ nô nhan. Hoàng ban khen cho pháp sư pháp băng cung văn cứu hát đại tràng đạo văn hát giỏi cứu trụ tôi hàng dân thương bảo là chúng con ngày hôm nay được đón cô cha hai bên nhà hàng đều tiếp lộc tiếp tài an di đà phật cả đống đại hoàng hoàng nhà nơi bà hoàng sang chúng ta hoàng bật đồng hoa một cái nhân vật của con em rất là bao hà có hoa bay
ông bảy này nói rằng họ đang con ơi đã đi lễ Phật thì con đây chính Di Đà là hơn tất cả con ơi. Rồi ông mới tôi qua quán thảo rồi ngày sáng quán bạc bằng ở đầu đang ngò như con đây phúc phật thảo hiền tu nhân đi tịch tịch ông bảy ơi con xin ông chẹp biên đi cho họ đang ngò như con được thọ trường còn bao nhiêu kẻ mà ngang cường bảo ngược nó chỉ hai người thì chẳng trước thời nỗi đắng đắng xa chi đâu mà sợ nguyện như ý sợ cầu hoàn cho được thầm tất ông bảy ơi nay ông đã nên được cầm cân đầy mực con xin ông đi con xin ông lấy chữ thôi chữ phúc để bà cất đừng có ai, mà khoe mình là đã tròn vẹn muôn nỡ phần cây đức nghi mà đã kém thì ông bày cầm cần sao đành nay núi trời hoàng bổ khắp bốn phương chữ tâm mơ mà đã mất mất đi thì khôn đường thoát nơ hoàng bày nhặt nai lên đất ni a bảo hà nếm mùi phong nguyệt ni hề an đỏ là tiên cảnh thần tiên sáng ô liêu phàm mà tiên cảnh thần tiên trên bảo Bye.
đắng linh linh ông bày xoay đời bời vời con xin ông lấy chữ tội chữ phúc để mà cân đừng có ai khoe mình tròn vẹn muốn phần thời đã mất đi ông bày cặp cân đỡ sao nay lưới trời hoàn bộ khắp bốn phương chứ tâm mơ mà đã mất đi thì một đường thoát thân nghe ông bày ra cho nước tiên đi tẩy hết bụi trần thành cao rồi lại mười phật hoàng cho thành cao lành sai thập nhị các cô tiên năng cô nào việc ấy cô là cả pha nước trà đầu thế là bây giờ mới vừa ý ông bảy hoàng trên đất sơn lâm còn cô làm đôi cô giấc mơ bờ khơi đèn xe gà tàu sứ bóng tiếng mơ màng tay cô làm ba dâng ngộp thuốc nghi ngang kẻo phiêu cũng là thuốc lá ông bày nghe cho ra còn là cô nàng tư cô đốt đỉnh lang trầm mà ngọn đèn cô khêu cho tỏ tay ông cầm thuốc tiên còn là cô dâng hộp bờ bánh nguyên đi kẻo siêu cùng là thuốc công ngơ cảnh trần tiền ai xanh nhớ bằng còn cô làm sao tình lên đi cô nhu mì dâng ông một con tuấn mã để ông đi ông chấm mỡ đồng cô làm bầy cô về cô này khúc đàn thông miệng cá tay gầy vui nón là còn cô nàng tam đi cô dâng chiếc lược là đôi tay cô chài chuột đi ông bảy khen là cô tám khéo tay cô là chín đi điều điều hai thầy hai tay dâng một đôi giày hầu ông còn là cô là người cô thân đi giải đáy hồng nửa đêm giờ tí cầm đẹp lòng cô bước ra còn cô mười một trai chiếu chia bài tổ tôm trăm trai mấy la ông bảy khen cô thật thà cô bé mười hai là cô bé thất an đến ngày cô hầu hạ chính cung ông bảy bảo hà ngày ông ông về ông ra ngủ
ông đánh cái hồi tổ tôm màn hoa chăn gió đông nồm hiền đồng bóng quê chiều nay ông đánh nhớ đèn bóng ông ngồi khoan sai sao thời cách điệu trên sập vàng các ghế trải chiếu ở dưới sân hương sông gần vóc áo quần sang tay ông lấy kim ngân ông đánh nhớ bài tiên tử cố tam thời vô nhân kinh hồng bạch đình rồi lại chi chi tốt nèo bạch thủ khả ni bí thư xuyên nục nước gò cùng chơi nên ra bài bát sạch nhớ một đôi kêu vang một chắn ông bày hồ chờ chi chi vẫn may mang tới thức thì ô chi bạch thủ ca tốt lần nữa chỉ mới hồi đầu bạch thủ cửa lại ô chi hai nèo tam đỏ lại thêm cửa chi các cô tiên nàng mừng rỡ hò reo ván sau này không bạch đình ca tốt lần nữa chỉ tiền tiền bạc bạc mà dư luôn biết đâu đen đỏ thiệt hơn như thế nào cơn đèn như gió lại thổi ảo tiền trần từ mai chút sạch cả vào ghế hoa đang ngon yêu của ông có ngồi giò mà hút nên điếu cay đầu đội mà non chót là chàng ngũ văn ông bày nghe tiếng điếu mà tiếng điếu kêu rào rào Hải Phòng Quảng Ninh Hà Nội có ghế nào dám vào mà cân người trần gian nghe bắt nghe nương tứ tung tung nghe dù nhau đánh đánh chân nghe cửa trong cửa ngoài búng môn đêm nghe gió nghe thôi hào hào năm ma canh ông bảy chút cả thêm vào lòng cung văn nghe thì gian con hương thì nhờ có lộc ông ấy thì phải biết kính thờ ăn na tiêu trang táng đến bao giờ ông mới cho họ đạo con nay người chạy chạy gian còn chơi bạc chơi cả lô đề xin ông một số để mai con đánh nhớ đề con đã đánh đề con phải đánh lô khi đi nửa chỉ thì tôi nó về phải 100 cây mày ra ông bày cho phúc ông bán thần nìa bán cho họ đặt ghế ông được 10 phận đi về 10 mới tối hôm qua 3, 4, 5 cung văn chúng con mãi chơi liêng đi con lại thua cả lỗ để trong ví tối nay là hết sạch xin ông năm trăm để về ông thương đi rồi ông mới mở ho bán cho đệ tử cùng là cùng ê văn văn ông thương ê tứ chủ hai hàng
ông thương họ đặng cho nên đông đông bạn lòng tài đến họ đặng nay họ lưu con cung thỉnh đức hoàng về ông về mở khó vô ông ban cho lòng tài lòng của hoàng trên sân lâm ông đề lát đường đi đem cho họ lưu lại họ đặng con được giàu sang cả đời hôm nay giá ngự đồng bát ngọc đĩa vàng có bao nhiêu tiền trần sẵn để chút sạch cả vòm cung mi văn văn trần trái mi chi kỷ khách tài tình mà hồ sẽ mê ai kiếp nhân sinh tháng tháng ngày ngày say cũng đủ không say cũng lụy hoàng trời đất dọc ngang dọc chỉ anh hào phun đúc đúc trái quả khôn hào trong tay tháng tháng ngày ngày hoàng trời đất ông bày mở kho vô tận trong trong vũ trụ hời ai là chủ cảnh chơi chung chung nào của ba chén trà ngự lúc lúc thành nhàn cho bỏ lúc phóng trần vì non nước nay tiệc đang vui ông trở ra về bảo hạ tấu mẫu đông đông của nghi thường ông về bảo bà thấu mẫu đâu đâu cuồng sẽ là tịch giá nguyện thấp thoáng trăng thanh cảnh hồng thấp thoáng trăng thanh nghệ an con đức hoàng người công minh
hôm nay thành bóng bằng vì sớm hôm nhang khói đăng đăng nhang phục phục thờ chân kinh kinh có chữ Nam Mô. Có chữ Nam Mô chân kinh kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật Ninh Hoàng Đi Chấm Tổng Hoàng Mười Lục Chi Thân Thông Thông. Chân chân lên chân thàn hoàng về chân 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 thàn nền đốt phù đệ đệ án mà quê hương ông coi
dày hồng mình có ca dòng sông Lam vang 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 bên tai nghe câu hò mãi đầy ông mười hỏi rằng họ đặng họ lưu nhỉ có mặn lòng ra bay 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 nào ngàn đi người quân
quân ta từ vâng lầy lầy sai giá từ chân chân ra nghe ban lòng lòng cho nước nước vô ngàn thuyền ai đâu là thuyền ai đâu sóng nước xôn xao có phải cô mưa nàng đang đầy treo cua nhịp đầy treo cua nhịp khoan hò khoan đầy treo cua nhịp rước quang người lên người chân chân nơi nhãi nhạc lừng má hò ơi con đi nghỉ ta con nghỉ ta thì sống ở trên trên đời đừng đó con nghỉ thì sống ở chỗ trên trên nàng tiên yên dòng bạc chảy để rồi mà làm mà chính đúng đó đi đi đuổi cũng 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 chẳng có đến mà đi nay đi đuổi cũng cũng rồi tôi cũng chẳng có đem đem mà đi đem đem đi thời cười 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 chẳng chẳng để làm gì chứ cho cũng đó vậy cho nên là lộc lộc là có tay đừng đò về cho nên họ lưu nay đã có lộc lộc lại có tay nhưng phải có đi chứ phúc để mà sống to hưởng lộc lộc rời hoàng người bạn là trồng cây trồng cây đường phố quê ông xứ nghệ mà lánh nhà quanh quanh nơi hoàng mới lì dại như mà đẹp như chăn chăn hòa đồ đẹp như chăn chăn nè hòa đồ ở trên cung trăng trăng ở trên cung trăng trăng thì đẹp nhất chỉ có bóng chỉ hằng đừng đó bạn đến họ đặng mà đêm nay đẹp nhất chỉ có ghế quan hoàng mười có ghế quan hoàng mười chẳng mơ kia chẳng kia này bao nhiêu tuổi chẳng già chẳng kia bao nhiêu tuổi chẳng già họ lưu năm nay hai mấy tuổi vẫn đẹp hào hoa độ nào đẹp hào hoa độ nào gian nan vất vả chứ lắm mà chiều hồi lưu có gian nan chứ vất vả mà lắm mà chiều từ nay ra trình đồng mở phủ cho chẳng kém ai ở trên đời chẳng kém ai ở trên ông ơi đồ cho đi chịu chủ mùa xuân mà hạ thu đông đông mà ông ơi đồ cho buồn mùa xuân hạ thu đông đông mùa xuân nó bán lòng lòng xuân sang tiệm mà tai thu sang là tiệm con để chứ ra gần bao nơ vẫy tay để họ đặt nghề tháng sau ông lại về tháng sau ông lại về sơn thạch gia thanh nhạt cô nhất lên chơi hạ thành ngoài phố tập chơi các miệng thạch gia bông lá bông lai là cánh
bằng cô ba, hiện danh là bóng cô ba, cô lên đâu xuống dòng ba tổ thoại cung thánh gia đông sơn cha lục cung cô sau cung cung mời cô sau sơn cha đi. Sông sông hoa có lối về suối ngà, có lối về suối ngà đêm tiếng đêm tiếng tư hoa lòng 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 sắc thăng phong không hương nhiều đằng tối linh cô sáu cô càng thêm mê chân bước đường đầy hoa, bước đi bước theo
chín non cao hai hoa mang về đi non cao hai hoa mang về đây chín mai hoa ca rồi vang tiếng ca chập chờn bay xa sớm dốc cao ngàn đèo cô lên ngàn hai hoa chín non cao hai hoa mang về đi non cao hai hoa mang về đi cô sáu ngàn tôi lên đi cô lên đi con sông ai cô sáu ngàn tôi linh nghe cô linh thiêng con đón cô về đây linh thiêng đón cô về đây hoa lan hoa lan hoa về hoa hồng kìa bông hoa lan hoa về hoa hồng hồng nhung nhiều điều màu hoa trà mỹ đua nở hoa mật đào hoa mật đào nở rộ hết thơm thơm một đóa hoa này hồng nhung hồng nhung nở rộ bông đông hoa lan hoa ủy một cơn tần tần con xin cô chớ có phù lâu thoáng thoảng hoa nhài thì lại rất thơm lâu hồng mơ nhung mơ bông mồng nhung mơ chứ nở rồi tông tông mà đồng mà hoa tần 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 còn hoa cúc cũng biết vào mà thấy ai thoáng thoảng hoa nhài thì lại rất thơm lâu cô thương đồng thương nghe họ lưu căn cao số nặng thương họ đặng con vất vả sớm hôm đi bàn cộng cộng mê cô sáu bàn tài đồ cho đệ tử an thọ trường cô sáu nghe lời họ lưu khấn cô sáu người cô đi là tâu mẫu sơn trà các tòa đẹp nghiêng nghiêng rẽ mái tóc thề sớm trời miền ngược đêm nay cô về đền đây xuân ơi con suối kia ngừng chảy cũng vẫn hát không nên lời về hò đặc nay cô về già cho họ lưu con thỏa nỗi như mong mong đêm mà đèn nhớ anh trời hồng như rừng như núi như sông nhớ sông nhớ đỏ đỏ sang bên ngã cô sáu thương đồng lòng lòng nở giá xôn xa giang tay mở khóa đồng đầu họ lưu là người lì khó phúc mới được vào hầu cô
xương nặng chính lá tre. Mà sao cô bé cứ quay đi đằng nào? Cô ơi, ba bốn cung văn này đã hát miền cầu, mà sao cô sáu, mà sao cô sáu chẳng khó ngồi cô nghe văn. Cô sáu về đồng, đồng cô mới mở kho, cô bán cho họ đặng được giàu sang đời đời cũng văn con ghi nhớ ơn người nhớ tiền. Cô sáu có mỉm cười rất tươi. Kêu chim hót xa xa hồ, trên lì đông của cô đi hầu phượng mẫu, dưới phủ giày yếu dấu cô vào ra đền họ đặng hôm nay con đón rước cô về thịnh gia nghệ toàn. Loan thích giá lòng thầy dẫn một tuần nhang thịnh mời cô bé cân cân à bảo hài. Đất cân cân à ninh điền linh linh trung trung tú châu văn văn bàn cạnh cạnh thú sơn trang non non xanh nước biết biết trăng trăng non non đi xanh xanh nước nước biết biết sang sang thịnh mời đi cô bé tất tất đi
sức kiệt còn còn đang bên rừng bên suối bên hương bên đồi nhiều khi dài nặng
hôm nay đoan giả cô về đây sơn lâm được một cây mẹ đùng đùng đình ra về, bà tiên đùng đình.